Lò hương vừa nhen nhóm mà phàm giới đã đường sống hay các phận trong hải hội đều tại theo chỗ kết mây lành lòng thành mới ân cần các phận hiền toàn thân nam mô hương vân cái bồ tát Nam mô Ứng Vân Cái Bồ Tát Mai Hải Tạng. Chân ngôn tình phàm giới an làm 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 chân ngôn tình khổ niệm tu lệ tu lệ ma tu đề tu đề ma tu đề tu tu đề ta bà tu đề tu đề ma tu đề tu tu đề ta bà chân ngôn tình tam nghiệp an ta pha bà pha thân đà ta pha đẳng ma ta pha bà pha thân đô An ta pha bà pha thuần đà ta pha đẳng ma ta pha bà pha thuần đồ ham chân ngôn phổ cung dường án nga nắng tam bà pha phiên nhật ra hồng án nga nắng tam bà pha phiên nhật ra hồng án nga nắng tam bà pha phiên nhật Nam mô Thầm Phương Thường Trụ Tam Bảo ơi Nam mô Thầm Phương Thường Trụ Tam Bảo ơi Nam mô Thầm Phương Thường Trụ Tam Bảo cuối lại đấng tam giới tôn quy mạng cùng mười phương phẩm con nay phát nguyện rộng thọ trì kinh tam hoa trên đền bốn ân năng dưới cơ thọ tam độ ai đều có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp vi diệu rất sâu vô lượng ngài trăm nghìn muôn ứng kim khó gặm mà con nay thấy nghe được thọ trì nguyện hiểu nghĩa chân thần của Như Lai.
ơn sao muôn lời thành bài cuốn ngây rộng chứ đừng vô biên màu hòa trong cổ nước cam lô rèn nhuận trong miệng chẳng đề hồ nhỏ bên trong ngọc trắng tuôn xa lời trên lưỡi sen hồng phóng hào quang dầu cho tàu tối hơn núi cả chẳng nhộng diệu pháp vài ba hàng nam mô phạm hoa hồi thượng phần bồ tát nam mô pháp hoa hồi thượng phần bồ tát nam mô pháp hoa hồi thượng phần bồ tát kinh diệu pháp liên hoa phẩm tựa thứ nhất con nghe như thế này mòn thuở nó đứng phần ở trong núi kỳ xà quân nơi thành vương xa cùng chúng đại tỳ kheo một muôn hai nghìn người tôi trang vị đó đều là bần a la căn lầu đã em không còn phiền não biến lời mình đã xong dứt sự ràng rịch trong cán cõi tâm đường tự tài. Tên của các vị đó là A Nhã Kiều Trần Như Ma Ca Diếp Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp Già Gia Ca Diếp Na Đề Ca Diếp Xá Lời Phấn Đài Mùng Kiền Liên Ma Ha Ca Chiến Viên A Nô Lâu Đà Kiếp Tân Na Kiều Phạm Ba Đề Lý Bà Đà Tất Lăng Gia Bà Ta Bạn Tố La Mà Câu Y La Nang Đà Tôn Đà La Nang Đà Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử Tu Bồ Đề A Nang La Hầu La Đại A La hàng tri thức của chúng lại có bần hữu hồng và vô hồng hai nghìn người. Bà Tỳ Kheo Ni Ma Ha Ba Xà Ba Đề cùng với khuyên thua sáu nghìn người câu hỏi mẹ của La Hầu La là Bà Tỳ Kheo Ni Đà La cùng với quyến thuộc câu hồi. Bần Đại Bồ Tát tám muôn người đều không thôi chuyển ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đều chứng được pháp Đà La Ni Nhãn thuyết biện tài chuyển nói pháp luân bận thôi truyền. Cần cung dường vô lượng trăm nghìn chư phân ở các nơi đứng phân trồng các cội công đức thương đưa các phân khen người dùng đứng từ để tu thân kéo chân trí tuệ của Phật thông đà đại trí đến nơi bờ kia. Danh đoàn ca vô lượng thế giới có thể đồ vô số trăm nghìn chúng sanh tên của các vị đó là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Đức Đại Thế Bồ Tát Thường Tinh Tăng Bồ Tát Bấn Ngưu Bồ Tát Bửu Chương Bồ Tát Chược Vương Bồ Tát Giọng Thi Bồ Tát Bửu Nguyệt Bồ Tát Nguyệt Quang Bồ Tát Mãn Nguyệt Bồ Tát Đại Lần Bồ Tát Vô Lượng Lực Bồ Tát
Địa Tạng Giới Bồ Tát Ba Đà Bà La Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát Bưu Tích Bồ Tát Đạo Sư Bồ Tát vân vân các vị đại Bồ Tát như thể tam muôn người cầu hồi. Lúc bây giờ tính đề hoàng như cùng quyến thuộc hai muôn vị thiên tử câu hồi lại có minh nguyệt thiên tử phố hương thiên tử bửu quang thiên tử bốn vị đại thiên vương cùng với quyến thuộc một muôn thiên tử câu hồi. Tự tài thiên tử đại tự tài thiên tử cùng với quyến thuộc ma vàng thiên tử câu hồi chú coi ta bà phạm thiên vương thi thi đại phạm quang minh đại phạm vân vân cùng với quyến thuộc một muôn hai nghìn vị thiên tử câu hồi. Có tám vị Long Vương Nang Đà Long Vương Bạc Đằng Đà Long Vương Khá Già La Long Vương Hòa Tô Các Long Vương Đức Xoa Ca Long Vương A Na Bà Đạt Ma Long Vương Ma Na Tư Long Vương Ưu Bán La Long Vương vân vân. Đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hỏi có bốn vị Khẩn Na La Vương Pháp Khẩn Na La Vương Diệu Pháp Khẩn Na La Vương Đại Pháp Khẩn Na La Vương Trì Pháp Khẩn Na La Vương đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hỏi. Có bốn vị Càng Khác Ba Vương Nhà Càng Khác Ba Vương Nhà Âm Càng Khác Ba Vương Mỹ Càng Khác Ba Vương Mỹ Âm Càng Khác Ba Vương đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thua câu hồi. Có bốn vị A Tu La Vương Bà Trị A Tu La Vương Già La Kiên Đa A Tu La Vương Tỳ Ma Chân Đa La A Tu La Vương La Hầu A Tu La Vương đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thua câu hội. Có bốn vị Ca Lâu La Vương Đại Uy Đức Ca Lâu La Vương Đại Thân Ca Lâu La Vương Đại Mạng Ca Lâu La Vương Như Ý Ca Lâu La Vương đều cùng bao nhiêu quyến thua câu hỏi. Vua Xà Thế Con Bà Vi Đề Hi cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thua câu hỏi. Cả chúng đều lễ chân Phật lui ngồi một phía lung bấy giờ đừng Thế Tôn hàng tư chúng vây quanh cúng dường cùng kính ngợi khen tôn trọng vì các vị Bồ Tát mà nói kinh đại thừa tên là Vô Lượng Nghĩa Giao Bồ Tát Pháp và Phần Sơ Hồ Niệm. Nói kinh này xong Đức Phật ngồi xem bàn nhắm vào chánh định Vô Lượng Nghĩa xứ thân và tâm của Phật đều không lại động. Khi đó trời mưa hoa Mạng Đà La Hoa Ma Mạng Đà La Hoa Mạng Thu Sang Hoa Ma Mạng Thu Sang Đề đại trên Đức Phật cùng hàng đại chúng tâm cõi phần sáu điều vang động lung bây giờ trong chúng hồi cả hàng tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ trời đồng gia thoáng. Ngàn tháng bà A Tu La Ca Lô La Cẩn Na La Ma Hầu La Già Nhân Phi Nhân và các vị tiểu vương cùng truyền
đại chúng ấy đều được thấy việc chưa từng có vui mừng chắp tay môn lòng nhìn Phật. Bây giờ đứng Phật thờ nơi tướng long trắng giữa chẳng mài phóng ra luôn hào quang chiếu tâm ca mồ muôn tám nghìn nơi cờ phương đông dưới thời chiếu đến địa ngục a tỳ trên chúa khấu trời sanh cứu cánh chúng ở cõi này đều thấy cả sáu loài chúng sanh. Ở các cõi kia lại thấy ca đơn Phật hiện tại nơi các cõi kia và nghe kinh pháp của các đấng Phật ấy nói cùng thấy nơi các cõi kia các hàng tỳ kheo ni cần sử nam cần sử nữ những người tu hành đắc đạo. Lại thấy các vị đại Bồ Tát dùng các món nhân duyên các lòng tin giải các loài tướng mạo mà tu hành đạo Bồ Tát. Lại thấy các đấng Phật nhập niết bàn. Lại thấy sau khi các đấng Phật nhập niết bàn đem ra lời của Phật mà dẫn tha bằng bãi bao khi ấy ngài Di Lặc Bồ Tát nghĩ rằng hôm nay Đức Thế Tôn hiện thần biến tướng vì nhân duyên gì mà có điềm lành này nay Đức Phật đứng nhập chánh định. Việc biến hiện như không thể nghĩ bàn này nên nói ai ai đám nữa ngài lại nghĩ ông phá phương tử văn thù sư lợi này đã từng gần gũi cung vàng vô lượng ca đức phần đời qua cứ chắc đã thấy tướng hiểu này. Ta này nên nói ông lùng đô an kỳ kéo tề kéo nê cần sở nam cần sở nữ và cán trời đồng quý thần vân vân đều nghĩ rằng tướng thần không sáng chói của Đức Phật hiền đây nay nên hỏi ai bây giờ ngài Di Lặc Bồ Tát muốn giải quyết chỗ nghi của mình. Ngài lại sẽ tam niệm của bốn chúng tỳ kheo ni cần sử nam cần sử nữ và của ca chúng hỏi trời rồng quỷ thần vân vân mà hỏi văn thù sư lại rằng vì nhân duyên gì mà có tướng lãnh thần thông này. Phật phong ánh sáng lớn soi khắp một muôn tám nghìn cõi ở phương đông đều thấy cõi nước ca nghiêm của ca đứng Phật. Khi đó ngài Di Lặc muốn nói lại nghĩa trên dùng kệ hỏi rằng ngài văn thù chư lời đức đạo sư cơ chi. Long trăng giữa chàng mài phong ánh sáng cắm soi trời mưa hoa mang đà cùng hoa mang thù xa gió thơm mùi chiến đàn vui đẹp lòng đại chúng vì nhân duyên như vậy cõi đất đều nghiêm tình. Mà trong thế giới này sao điều vang động lên bấy giờ bốn bộ chúng thay đều rất vui mừng thân cùng ý tha tới được việc chưa từng có ánh sáng giữa chẳng mài soi suốt thẳng phương đông. Một muôn tám nghìn cõi đều ánh như sân vàng từ địa ngục ngã tỳ trên đến trời ưu đành trong các thế giới đó cả sáu đạo chúng sanh sống chết của kia đến niềm duyên lành cùng giữ thủ bao có con sông. Tại đây đều thấy đó lại thấy các đấng Phật đấng Thánh
bảo các Bồ Tát vô số ức muôn người. Tiếng phàm âm tâm nhiều thiên người đều ưa nghe các phân ở cõi mình mà giảng nói chính là phạm dụng nhiều món nhân duyên cùng vô lượng tỷ dù đề soi rõ phần pháp mà khai ngộ chúng sanh. Nếu có người bị khổ nhàm lìa và bệnh chết phân về nói niết bàn để dứt các ngàn khổ, nếu là người có phước đã từng cúng dường phẩm chỉ cầu pháp thù thắng về nói hành duyên gian. Nếu lại có phần tử tu tập các công hạnh để cầu tuệ vô thượng phần vì nói tình đạo ngài văn thù sơ lại tôi ở tại nơi đây thấy nghe giường ấy đó và nghìn ứng việc ta thấy rất là nhiều như thế. Này trẻ lượng nói ra tôi thấy ở cõi kia có hàng xa Bồ Tát dùng càng món nhân duyên mà cầu chứng phân đạo hoằng có vì bố thí vàng ba ngọc sang hố chân châu ngọc như ý ngọc xa cừ mã nào. Kim cương ta chân bờ cùng tôi ta sẽ cổ kiểu can chừng cho bao vui vẻ đem bố thí hồi hướng về phần đạo nguyện được chứng thưa ấy bậc nhân của ba cõi cá phần hằng khen người hoặc có vị Bồ Tát. Xe tứ mà xe báo bao lớn che tán đẹp trao chia dùng bồ thí lại thấy có Bồ Tát bồ thí cả vợ con thân thịt cùng tay chân để cầu vô thường đạo lại thấy có Bồ Tát đầu mất và thân thế đều ưa vui thí cho đề cầu trí tuệ phần ngài văn thù sứ lại ta thấy ca quân vương qua đến chỗ của phần thưa hỏi đạo vô thường bèn bỏ nước vui về cung điện cả thần thiên. Cao rằng rau lần tống mà mặn y pha phung hoàng lại thấy Bồ Tát mà hiện làm thì kéo một mình ở văn về vui tụng kinh điển cũng thấy có Bồ Tát giống mạnh và tinh tấn vào ở nơi thâm sơn. Khi xem mỗi phần đạo và thấy bậc lý vô thường ở cho không nhà sâu tô các thuyền định đường năm món thần thông và thấy gì Bồ Tát chấp tay chỗ thuyền định dùng nghìn muôn bài kể khen người các pháp vương. Thầy thấy có Bồ Tát trí cao chi bền chẳng ai hỏi ca đứng Phật nghe rồi đều thu trì lại thấy an Phật tứ định tuệ trọn đầy đủ dùng vô lượng tí vô vì chúng mà gian phán. Vui vừa nói ca pháp dạy báo ca Bồ Tát phá dẹp chúng minh ma mà đánh rền trong pháp cùng thấy vì Bồ Tát văn bạc yên lặng ngồi trời rồng đều cung kính chẳng lấy đó làm mừng và thấy có Bồ Tát ở rừng phóng hào quang. Từ cổ chốn địa ngục thiên đều vào phân đạo lại thấy hàng phận tử chưa từng có ngủ nghỉ kinh hành ở trong rừng thiên năng cầu phần đạo cũng thấy đủ giới đức uy nghi không thiếu sót lòng sạch như bửu châu.
Đề cầu chứng văn đạo và thấy an văn tử trù vào trước nhẫn nhung bị kẻ tăng thương mạng mắng rùa cùng đảnh đầm thấy đều hay nhân đưa để cầu chứng phần đạo lại thấy có Bồ Tát xa rời sự chơi cười và quyến thuộc ngũ thi ưu gần gũi người trí chuyển tâm trư loan đồng nhiệm niềm ở núi rừng trai ân nghìn muôn năm để cầu được phần đạo lai thái vị Bồ Tát đồ ăn uống ngọt ngon cùng trăm món phong thân đem cung Phật và tăng áo tôn đồ thường phục giá đang đến nghìn muôn hoặc là vô giá y đem cung Phật và tăng dùng nghìn muôn ức thứ nhà báo bằng chiên đàn các giường nằm tốt đẹp để cúng Phật cùng tăng rừng vườn ra thanh tình bông trái đèo chân xe xuôi chạy cùng ao tâm cung cho Phật và tăng cung thi như thế đó các đồ cung tốt đẹp vui vẻ không hề nhàm để cầu đạo vô tương lai có vị Bồ Tát và nói hoa kinh nhiều dùng các lời dạy dỗ dạy vô số chúng sanh hoàng thái vì Bồ Tát Quán Xa Ca Pháp và tịnh đều không có hai tướng cũng như quán hư không lại thấy hàng phần tử tâm công chỗ mê đắm dùng món diệu tới này mà cầu đau vô thường ngài văn thù sư lời lại có vị Bồ Tát sau khi phần diệu độ cũng dàng xa lời phần lại thấy hàng phật tử xây dựng ca tham miếu nhiều vô số hằng xa nghiêm sức cấp còi nương bưu tháp rắn cao đẹp đèo năm nghìn do tuần bề ngang rồng xứng nhau đèo hai nghìn do tuần trong mỗi môi tham miếu đều có nghìn tràng phan màn châu xem ta có chiến linh báo hòa treo cán vì trời rồng thân người cùng với vi nhân hương hoa cùng ký nhà thường đem đến cung gian ngài văn thù sư lại các hàng phật tử kia vì cúng vàng xá lời nên chàng chứng tham hiểu cõi quân giới tự nhiên thù đặc rất tốn đẹp như cây thiên thụ vương hoa kia đang khoe nở phần phóng mộ luồng sáng ta cũng cả chúng hồi thấy nơi cõi nước này ca xưa rất tốn đẹp thần lực của chư phần thì tuệ đều hy hữu phóng một luồng tỉnh quan soi tâm vô lượng cõi chúng ta thấy việc này được điều chưa từng có xin Phật tứ văn thù giải quyết lòng chúng nghi bốn chúng đều mong ngóng nhìn ngài và nhìn ta đứng thế tôn cử chi phóng ánh quang minh này Phật tứ phải tài đáng quyết nghi cho chúng mừng có những lời ích gì đừng Phật phóng quán này khi Phật ngồi đạo tràng chừng được qua tâm nhiều về muôn loài văn đó hay là sẽ có ký hiến bài ca coi phận ca bao sầm trang nghiêm cùng thầy ca đức phần đây không phải ca nhỏ ngài văn thù nên biến bồn chúng và long thân nhìn xem ngài đó mong sẽ nói những gì lúc bấy giờ ngài văn thù sư lại nói với ngài
Di Lăng Đài Bồ Tát cung cám vị đại thế các thiện nam tử như chỗ ta các nghĩ thời nay đức bằng thế tôn muốn nói phạm lớn. Mưa hoa vũ lớn thôi pháp loa lớn đánh pháp cổ lớn và diễn pháp nghĩa lớn các thiện nam tử ta cần ở nơi ca đứng phân đời qua cứ thấy điềm lạnh này phân kia phóng hào quang đó rồi liền ngôi pháp lớn. Cho nên chẳng ai biết rằng hôm nay được Phật hiện hào quang cũng lại như vậy. Phật vì muốn cho chúng sanh đều được nghe biết pháp màu mà tăng cả trong đời có tin theo cho nên hiện điềm lành này. Cả thiện nam tử như vô lượng vô biên tăng kỳ kiếm về trước bây giờ có đức Phật hiểu nhận nguyện đăng mình như lai ưng cung chân biến tri mình hạnh túng thiền về thế gian giải vô thường trì. Điều người trường phu thiên nhân sư phần thế con nhiên nói trên pháp ban đầu giữa rốt sau ba chẳng đều lành nghĩa lý rất sâu xa lời lê kéo màu thuần một không tạm đầy đủ cả tướng phàm mạnh thanh bạch. Phần vì người cầu đạo thánh văn nói pháp tư để thoát khỏi sanh già bệnh chết cứu cánh niên bàn vì hàng cầu quá duyên giác nói pháp mười hai nhân duyên vì hàng bồ tát nói sau pháp ba la mật làm cho chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh gia tâm bậc nhờ thuyết chung trí kể lại có đấng phần cũng hiểu nhận nguyện đăng minh lại có đấng phật cũng hiểu nhận nguyện đăng minh như thế đến hai muôn đức phật đều đồng một tâm. Hiểu nhờ nguyện đăng minh lại cùng đồng mô họ họ phá la đò di lạc nên biết được phần chứ được phần sáu đều đồng mô tên hiểu nhật nguyện đăng minh đầy đủ mười hiểu những pháp được nói ra đầu giữa sau đều lành. Đừng vào rốt sau cả lúc chưa xuân gia tòa tam vị vương tử người thứ nhất tên hữu ý thứ hai tên thiện ý thứ ba tên vô lượng ý thứ tư tên bửu ý thứ năm tên tăng ý thứ sáu tên trừ nghi ý thứ bảy tên hưởng ý thứ tám tên phạm ý tam vị vương tử đó có uy đức từ tài đều lãnh trì bốn châu thiên hạ nghe vua cha sơn gia chứng đạo vô thượng chính đàn chính giáng đều bỏ ngôi vua cũng xuất gia theo pháp tâm đại thừa thường tu hành thân tinh đều làm bằng phàm tư thuở trước đã từng ở chỗ nghìn muôn đức phật quân trồng cá cội lành đứng phần nhận nguyện đăng minh lung đọa nói kinh đại thừa tên vô lượng nghĩa sư gia bồ tát pháp hoa phần sơ hồ niệm ngồi kinh đó rồi phận liền ở trong đại chúng ngồi sẽ ban nhâm vào cành chánh định vô lượng nghĩa sư thân và tâm chánh đông khi ấy trời mưa hoa mạng đà la hoa ma mạng đà la hoa mạng thù xa cùng hoa ma mạng thù xa để dài trên đức phần và hàng đại chúng khắp mà coi nước và sao điêu vang đồng lùng đó trong hối hạ à.
tỳ kheo tỳ kheo ni cần trở nam cần trở nữ. Trời rồng già có càng tháng bà tu la ca lâu la cấn na la ma hầu la già nhân phi nhân cùng các vị tiểu vương các vị chuyên luận thánh vương vân vân các đại chúng đó đường đều chưa từng có mừng ra chấm tay mong lòng nhìn phần. Bây giờ đừng như lai từ tướng long chân chân giữa chân mày phóng ra luồng ánh sáng soi khắp cùng cả một muôn tám nghìn cõi nước ở phương đông như nơi đường thấy ở cõi phần đây di lầm nên biến khi đó trong hồi có hai mươi ức bồ tát. Đưa muộn nghĩa ba ca về bồ tát ấy thấy anh sáng chiều cấm ca cõi phần đường đều chưa từng có đều muốn biết vì duyên cớ gì mà phong anh sáng nay kỳ ấy có vị bồ tát hiệu diệu quang có tám trăm người đệ tử. Bây giờ đứng phần nhận nguyện đấng minh từ trong chính định mà dạy vì diệu quang bồ tát nói kinh đại thừa tên diệu phạm liên hoa gia bồ tát phạm phân sơ hồ niệm trải qua sáu mươi tiểu kim chẳng rời chỗ ngồi. Lúc ấy trong hội người nghe pháp cũng ngồi một chỗ đến sáu mươi tiểu kiếm thân tăng đều không lại đồng như nghe Đức Phật nói pháp cho là như trong quán bữa ăn bấy giờ trong chúng không có một người nào hoặc là thân hoặc là tâm mà sanh lời mọi. Đừng vào nhà nguyện đấng minh trong sáu mươi tiểu kim nói kinh đó rồi liền ở trong chúng ma phàm sa môn bà la môn và trời người a tu la mà tuyên rằng hôm nay vào nửa đêm Như Lai sẽ nhầm vô dư niết bàn. Khi đó có vị bồ tát tên đấng tạng đức phật nhờ nguyện đăng minh liền tỏ ký cho bảo các tỳ kheo rằng ông đức tạng bồ tát nay kể đây sẽ thành phần hiệu là tinh thần Như Lai ứng cung chính đàn chánh giác. Đừng vào thọ ký xong vào nửa đêm bên nhằm vô dư niết bàn. Sau khi Đức Quan Diệu Độ Diệu Quang Bồ Tát trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa trại tám mươi tiểu kiếm vì người mà diễn nói tám người con của phần nhận nguyện đăng minh đều học với Ngài Diệu Quang. Ngài Diệu Quang dạy bảo cho đều vững bền ở nơi đạo vô thường. Chánh đàn chánh gia ca vị vương từ đó cũng dạng vô lượng trăm nghìn muôn ương đơ phân đều thành đần đạo vì thành phân rõ sao hết hiểu là nhiên đang trong hàng tám trăm người đệ tử có một người tên cầu danh người này tam ư danh lời. Dẫu cũng đồng tùng cá kinh mà chẳng thuộc rằng phần nhiều quên mang nên gọi là cầu danh người này cũng do có trọng cá nhân duyên căn lành nên được gặp vô lượng trăm nghìn muôn ư đứng phần mà cũng vàng cũng kính tôn trọng khen ngợi. Vì là nên biết lúc đó Diệu Quang Bồ Tát đâu phải người nào là chính là ta đây còn cầu danh Bồ Tát là Ngài đây nay thấy
điềm lành này cùng với xưa công khác, cho nên ta sẽ nghĩ hôm nay Đức Phật Như Lai sẽ nói kinh Đại Thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa. Vào Bồ Tát Pháp Phân Sơ Hô Niệm, bây giờ Ngài Văn Thủ Sư Lại Bồ Tát ở trong đời chúng muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: ta nhớ thua quá khứ vô lượng vô số kiếp có Phật nhân chúng con nhiều nhờ nguyện đăng minh được Thế Tôn nói pháp độ vô lượng chúng sanh vô số cả Bồ Tát kiến vào trí tuệ Phật. Khi Phật chưa xuất gia có sanh tám vương tử thấy đại tăng xuất gia, cũng theo tu pháp hành Phật nói kinh Đại Thừa tên là vô lượng nghĩa ở trong hàng đại chúng. Mà vì rộng to bài Phật nói kinh ấy rồi liền ở trong pháp tòa xem bằng nhầm chính định. Tên vô lượng nghĩa thứ trời rơi hoa mang đà trong trời tự nhiên vang các trời rồng quý thần cúng dường đấng nhân tôn tất cả các cõi phần từng thời vang đồng lớn vào phóng sang giữa mài hiền các việt thi hương. Anh sàng chiêu phương đông muôn tám nghìn coi phân bài sanh tự nghiệp bao của tất cả chúng sanh lại thầy các coi phân cùng cả bao trang nghiêm màu lưu ly phá lê đây bởi Phật quang soi lại thấy những trời người rồng thần chúng già con. Càng thà khẩn á la đều cung dâng phận mình lại thấy cá Như Lai tự nhiên thành phận đạo màu thân như núi vàng đoan nghiêm rất đẹp màu như trong lưu ly sanh hiện ra tượng chân kim Thế Tôn trong đại chúng dạy nói nghĩa tâm diệu. Mỗi mỗi ca coi và chúng thanh văn vô số nhân Phật quán soi sáng đều thầy đại chúng kia hoàng coi các tỳ kheo ở tại trong núi rừng tinh tấn giữ tình giới dường như gìn châu sáng lại thấy các Bồ Tát Bồ Thí nhân nhường thải số đông như hàng xa đây bởi sáng phần soi lại thấy hàng Bồ Tát sâu vào các thuyền định thân tâm lặng chấn động để cầu đạo vô thương lại thấy các Bồ Tát do tướng pháp kinh dìa đều ở tại nước mình nói pháp cầu Phật đạo bây giờ bốn bộ chúng thấy phân nhờ nguyện đang hiến sức thần thông lớn tâm kia đều vui mừng mỗi người tự hỏi nhau việc này nhân duyên gì đấng của trời người ta vừa từ chính định dạy khen nhiều quan Bồ Tát ông là mắng của đời mọi người đều tin về hay vương giữ tăng pháp như pháp của ta nói chỉ ông chứng biết được đứng phần đã lời khen cho diệu quang vui mừng liền nói kinh pháp hoa trời sáu mươi tiêu kiếp chẳng rời chỗ ngồi ấy ngài diệu quang pháp sư trọn đều hay thủ trì pháp thượng diệu của Phật Phật nói kinh pháp hoa cho chúng vui mừng rồi liền chính trong ngày đó bao hàng chúng trời người ca pháp nghĩa thần tướng đã vì cản ông nói nay ta giữa đêm này sẽ vào cõi niết bàn phải mong lòng tinh tấn rời cản sự buông lung
Ca quan răng có làm ứng kim đưa một lần, ca con của Phật thải nghe Phật sắp nhầm dìa phải đều lòng buồn khổ. Phật sao gấp dìa vậy, đấng thánh chúa Pháp Vương an ủi vô lượng chung. Nếu lúc ta diễn đồ các ông chớ lo sợ, Đức Tăng Bồ Tát đây tâm đã được thông thấu nơi vô lậu thiệt tượng, kế đây sẽ thành phận tên hiệu là tinh thân cũng độ vô lượng chúng đến đó phần diễn đồn. Như cuối hên lửa tán chia phân cà phá lại mà thấy vô lượng pháp tỳ kheo, tỳ kheo ni số đông như hàng xa lại càng thêm tinh tấn để cầu đạo vô thượng diệu quang pháp tư ấy vân giữ Phật pháp tàng. Trong tám mươi tiểu kim rộng nói kinh pháp hoa tam vị vương tử đó, đường nhiều quán dày ba vững bền đạo vô thương sẽ thay vô số phận cúng dàn các phận xong phận theo tu đại đạo. Nói nhau đặng thành và chuyện cứ thọ ký nhau đặng phần rõ sao cả hiểu là phần nhiên đăng đạo sư của thiên tiên đồ thoát vô lượng chúng nhiều quan pháp sư đó có ngược người đệ tử. Tâm thường cứ biến thế tam nơi danh lợi cầu danh lợi không nhắm thường nhân nhà sang giàu rời bỏ việc tung hợp bỏ quên công không thuộc bởi vì nhân duyên ấy nên gọi là cầu danh cũng tu cá nghiệm lành. Được phải vô số vợ cung dàng ca đứng phân thuần theo tú đại đạo đủ sáu ba la mận nay gầm đấng Thích Ca sau đây sẽ thành phần hiểu rằng Phật Di Lặc. Trong đồ hàng chúng sanh số đông đến vô lượng sao phân kia duyên đồ lười biên đó là ngài còn nhiều quan pháp xưa nay thời chính là ta. Ta thấy phận đăng minh điềm sang trước như thế cho nên biết rằng nay Phật muốn nói pháp hoa tướng này như điềm chứa là phương tiện của Phật. Nay Phật phóng sanh sang giống bài nghĩa tiệt tướng các người nay nên biết chấp tay môn lòng chân. Phật sẽ rơi nửa quán đầy đủ người cầu đạo ca người cầu ba thừa nếu có cho nghi hối Phật sẽ giúp trừ cho thiên hết không còn thường.